Ok, ngày hôm nay có một đơn hàng rất là đặc biệt. Đơn hàng này nó là hàng nóng các bác ạ. Đó, nó là hàng nóng luôn, nó là một khẩu súng luôn. Ok, thì bây giờ em phải nói qua cái này trước. Thì tại vì là nó là hàng nóng mà em đã bóc hộp sẵn rồi. Đây chỉ là cái hộp em bắt hộp em chơi chưa? Em bắn mất vài viên đạn rồi, nhưng mà đây chỉ là cái hộp mà em để gọi cho có thôi, bởi vì đây là đơn hàng em mua hàng online. Còn nếu mà mua trực tiếp thì tất nhiên em chỉ cầm máy thôi, đúng không? Nhưng mà em phải để gọi cái hộp. Thì em phải giới thiệu sơ qua cái này. Thì thực ra là mua trên Facebook. Vì sao em phải bóc ra? Bởi vì lần trước em bị lừa một lần rồi. Em lừa lần thì em thấy nó quảng cáo cái súng Airsoft ấy. Cái súng Airsoft nó rẻ quá. Có 400 mấy thôi. Xem bình thường ở bên trên mạng thì em thấy là bọn nó bán là tầm nó là hàng cấm, thì nó thật phải nói là hàng cấm, thì em cứ làm cho vui thôi, em mua về làm cho vui thôi. Thì là chưa mấy nhưng thấy nó rẻ quá thì em ok em đặt. Em đặt thì là nó mới liên hàng, nó bảo đây là hàng không được mua bán, hàng cấm luôn. Thì thành ra là em mới ok. Thì thôi tôi cứ thử đặt ông xem thế nào. Thì là ông cứ ship đi, thế nó mới gửi cho em, nó bảo là thôi bây giờ là nó sẽ ghi ở trên hộp là hàng bột xịt mũi. Thì có mua hay không? Và sau rồi em ngu thế mẹ. Bởi vì là nó thế rẻ quá mà em vẫn ok cho nó gửi. Mà em ngu một cái như thế này, bởi vì là nó bỏ em hỏi sao rẻ thế, nó bảo là thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang bị giãn cách và nó phải bán lên lấy tiền ăn. Mà sao em ngu vậy? Bởi vì cái đơn hàng của nó em tiếp cận được nhờ quảng cáo Facebook. Mà nó không có tiền ăn mà sao nó có tiền chạy quảng cáo Facebook? Thế mà em không nghĩ ra. Thế lúc mà nó gửi ở đây thì em thấy là nó dùng em lấy hàng đi, dùng ở bưu điện ra bưu điện lấy hàng đi, thì em bảo thôi gửi ở nhà tôi lấy chứ ra bưu điện mất thời gian. Thế ra bưu điện nó gửi ở nhà thì lúc đấy em không ở đây thì có thằng cu em là ở nhà, thì em bảo ok mày lấy hộ anh. Đấy, thế lúc mà lấy của anh thì nó ghi trên bao bì là bột chì mụn, và khi em thanh toán thì nó đủ 400, và khi em bóc ra nó bột chì mụn thật. Đây, không phải bột chì mụn mà nó là bột mì. Đó, đấy là cái kinh nghiệm mà em không dám làm clip cho các bác xem, mà lần này em phải mua được hàng nóng thật sự. Nên em này, em bóc hộp ra em nhận rồi, thì thực ra đây là chỉ là đồ chơi thôi. Nhưng cũng gọi là hàng nóng bởi vì nó có nổ. Đấy nha, thì cái này nó là cái tuổi thơ ấy, nó là tuổi thơ. Các bác này nhìn thấy là bác biết luôn, nó là tuổi thơ nhá. Đấy, nó là khẩu này. Nó là khẩu pháo diêm. Khẩu súng pháo diêm. Như là như lại ngày xưa tuổi thơ của anh em mình chơi, nếu bác nào tầm khoảng 9x 8x ấy, thì nó là bằng nhựa đó, 3.000 một khẩu. Mà em hãy nhớ như kỷ niệm của em ngày xưa, nhà em nghèo lắm, nằm dưới quê nhà em nghèo lắm. Thế bố em mới dẫn em đi ra hàng đồ chơi, thì hồi mới tết em được tiền lì xì, em dẫn hàng đồ chơi thì em nhớ là 3.000 một khẩu. 3.000 hồi đấy giá tiền là khá là lớn, bởi vì thi cả bố cho 500 đồng để mua kẹo thôi đó, thì là 3.000 là khá là lớn đấy. Thì bố em mới bảo là không, mày bóp được còi bố mới cho, mà cuối cùng em không bóp được. Đấy, không em bóp được thì bố không mua rồi. Mà em nghĩ là buồn mãi. Đến bây giờ em mua được rồi, tự mua được rồi. À, thì em mua hẳn bằng kim loại mà giá lại hơn 300 chứ khỏi 3.000 ngày xưa nữa. Mà như bằng kim loại thì khá là bền. Đây nha. Đó, hình ảnh của sản phẩm nó như thế này. Đó, thì đây này, đơn hàng em mua trên Facebook. Thì em thấy em tìm em bình luận nhắn lại với em là đơn hàng là giá 320.000 một cái và tặng kèm 2 túi đạn đạn nổ ấy. Cho nó vui thôi, chứ đây không phải là hàng, là không phải là hàng nguy hiểm như là khẩu Airsoft, thì thôi mua cái này về chơi cho đẹp, bởi vì em cũng đam mê súng mà. Nếu em bên Mỹ em làm kênh YouTube về súng ngay. Đó. Là hàng kim loại toàn thân. Đó là 320.000, chứ hàng nhựa bây giờ nó bán 20.000 thôi. Đó, và nó tặng 2 cái đạn. Thì em bảo thôi mày bán cho anh 180.000 đi, để mua hết cho 500.000 cái đạn. Đó, tổng là em mua 500.000 và nó tặng em 16 cái đạn. Nó bảo là còn 40.000 là tiền ship. Ok, chấp nhận. Thì em nhận được hàng nhá. Đây, để mà xem hàng nóng như nào. Đấy, đây này. Đó, đạn này đây. Nếu bác nào 89 này, thì nó về được khoảng 16 cái đạn. Nên em bắn hết khoảng tầm mấy hộp mấy cái đấy, để chơi hay quá. Đây, đạn nó như này, nó gồm 1,9 viên, 72 shot, thì thật ra nó xịt nhiều lắm, nhưng mà thôi cứ thấy hay thì cứ review thôi. Đấy, đây là viên đạn nó sẽ như này các anh nhá. Đấy, lắp sẵn đây này. Đấy, nó sẽ là em đã tháo một bên đã lắp rồi. Đấy, thì các bác cứ cài đây thôi. Thì nó là cái y như là cái khẩu nhựa ngày xưa ấy, nhưng mà những cái chất liệu này nó thay một cái loại rất là bền. À, nhưng bán nó để lại cái màu thuốc súng ở đây rất là nhiều và ngửi cái mùi rất là hay luôn, là mùi thuốc súng. Mà nếu mà bác nào mà tầm 89x sẽ là nhớ cái này, đúng không? À, bắn nó kêu luôn, đó, nó như này, y xì như khẩu ngày xưa luôn. À, này bắn nhỉ, nhau xịt nhiều lắm. Đó, qua đây nó đỏ to không? Đó. Nhà em nó toàn giật mình thôi, chơi này toàn bị giật mình thôi. Mà em chơi sướng cái nỗi nhá. Đây em bắn này. Cái tay này của em không phải làm việc nặng nhiều, nó không bị chai. Thế mà em bắn cái nỗi mà nó bị rộp lên luôn. Mà chơi nó quá sướng. Đó, còn nếu mà không lắp đạn này như này. Đó, thì nó cái tiếng nghe âm thanh kim loại vào nhau y xuống thật luôn. Đó, em bác nào mà có nhu cầu mua thì cứ comment em sẽ gửi link cho. Bởi vì là thực ra mà nói là em mua trên Shopee, mua trên Samsung, trên Facebook thì nó như thế rồi. Nhưng mà khi mà về đến nhà, cái thằng cu em cùng nhà ấy, nó đến Shopee là rẻ hơn.
thấy mình cứ nhục nhục mà mình suốt ngày mình mua Shopee, cùng là mình đi mua Facebook vậy đó. Đây 320.000 nhá, đi trên Shopee nhá, là còn nhiều mã cơ. Đây em rất thích cái màu bạc này này, thế cùng em đi mua màu bạc này. Đào qua nhìn nhá, cái màu bạc mà thân súng không có 225.000 thôi ở trên Shopee. Bác nào mà có đam mê thì cô mình dưới video em gửi link nhá, em gửi link cho mua cái này. Đó, bởi vì là trên Shopee có 225.000 thôi, em đặt luôn một cái màu bạc nữa, mấy đứa về review xem cái màu bạc có đẹp hơn cái màu đen hay không. Nhưng nhìn cái màu bạc đẹp hơn. Đó, chơi thì đơn giản thôi. Thật ra cái này chơi thì nó không quá là nguy hiểm đâu, nó chỉ hơi đau tai một tí nếu mà để gần thôi. Chứ còn nó cũng không quá là nguy hiểm, nhưng mà hiện tại là chỉ thị của Việt Nam mình là gần như là cấm pháo nổ. Thế là các bác chơi là các bác không được lấy quá. Em làm clip này em cũng phải rất là cẩn thận đấy, không là mấy anh phường vào xích cổ em chết dở. Bởi vì cái này là đồ chơi nguy hiểm. Nó giống hình súng mà, nó cũng xảy ra nhiều việc. Nó giống quá, trong đó rất là giống súng thật luôn. Thế mà ông nào cầm làm việc không tốt là không hay, đúng không? Thế là chơi cái này nó không phải là đúng quy định pháp luật đâu nhá. Đấy, cứ làm clip để cho các bác vui thôi, chứ còn chơi là vi phạm đấy. Em, đó. Đây này, lắp vào nhá. Đó, lắp như đơn giản vậy thôi. Đó, rồi đây, đóng vào. Đó. Đấy, nhưng mình xịt vào viên này. Đó, này, đổ tiếp này. Đó, đây không? Kinh không? Như súng thật luôn, bốc khói luôn, té từ lửa điện luôn. Té từ lửa điện, không phải điện. Xịt hết rồi. Đó, khói này. Đó. Xịt rồi. Đó. Nó có 8 viên tất cả, nó có 8 viên. Tất cả là có 8 nổ ở đây, nhưng những viên này nó sẽ xịt này. Những viên này là khả năng xịt cao này. Đó, nhưng mà xịt nhiều lắm, bắn được khoảng 6 viên đây, viên này có lấy đâu. Trung Quốc làm lởm lắm, thì như là cái này mua rất rẻ, trên Shopee có 5.000 một vỉ. Ông này ông bán em 10.000 nhưng trên Shopee có 5.000 một vỉ. Mà nếu mà các bác thích kịch ấy, thì có thể nhồi riêng mà nó cũng nổ được hay sao ấy. Đó, thì hôm nay chỉ review sơ qua này thôi nhé. Bởi vì là không dám làm clip dài đâu, nếu mà làm clip dài quá giới thiệu sâu cái thì gọi là quảng cáo bán hàng rồi, mà quảng cáo bán hàng sản phẩm này là vi phạm luôn. Đây vậy em nói thật với các bác này như thế. Nếu các bác nào muốn chơi ấy, em nói lại lần nữa là các bác nào muốn chơi cái này để ôn lại tuổi thơ hoặc chỉ để sưu tập cho nó vui thôi. Đó, thì các bác có thể comment vào video. Em sẽ gửi link cái sản phẩm này cho các bác để các bác đặt. Ở trên Shopee thì rẻ hơn, có hơn 200 thôi. Và em cứ cảm thấy, nghĩ lại em cứ cảm thấy nhục nhục. Suốt ngày lên Shopee xem nó cùng thằng em nó tìm trên Shopee cho là còn rẻ hơn mua trên Facebook. Đó, nhục tiếp là ngày xưa bị lừa quả này. Mua khỏi em xuất bằng cái loại. Mà nghĩ lại mà nếu mà mình muốn chắc chắn thì khả năng phải mua cái gì à? Cái máy dò kim loại để ví dụ như đơn hàng nó về ấy, thì mình thử dò xem bên trong có kim loại hay không. Còn nếu bên trong không có kim loại kiểu như này này thì là bị lừa rồi, không nhận hàng nữa. Hồi đấy mất 400 mấy, hơi sốt ruột. Còn mấy đứa mua cái máy dò kim loại về review nhỉ? Em thấy ở trên Shopee bán có 300 mấy cái máy dò kim loại thôi nha. Đó, có lại là khẩu súng này các bác nào cần thì tôi có dưới video em gửi link nha. Nhiều mẫu lắm. Đây mở lại này. Có một người bán duy nhất thôi mà người ta không để rõ súng đâu. Thế này các bác có phải comment em gửi link được, tìm hơi khó. Đó, nhiều màu lắm. Đây cái màu đen của em nhá, cái màu đen của em thì hơi đắt một tí. Đây là cái màu đen nhưng mà bán màu nhựa này. Đó, màu nâu full cái loại này. Đấy, giống như của em này. Đây màu đen, cái này giống của em rồi. Đó, thích nhất là cái màu bạc này. Cái màu bạc full cái loại thì không thích. Cái màu bạc này này. Rất đẹp, bạc rất bóng. Em đặt rồi, mấy đứa về bác Hồ các bác xem. Nha. Đó, không biết có to cái này không, to cái này thì đẹp. Đấy, có cả giảm thanh luôn. Đó. Giá rất là rẻ. 220 mấy nghìn thôi, so với cái này là 320 nghìn. Đây này, cái con màu đen này, con màu đen giống như em mua chưa đến ông rẻ, có 242 nghìn, mà trong con em mua này 320 nghìn trên Facebook đắt quá, trên Shopee thì có. Ok nhé, hôm nay làm đến đây thôi, chào tạm biệt các bạn nhé.